kìa. Lạc Sương công chúa, phụ hoàng đã dạy những gì mà sao bỗng dưng em buồn thê thảm vậy? Phụ hoàng bắt chúng ta phải cải giáng thường dân đi lánh nạn. Tại sao? Vì giặc lân ba. Đang lòng le tràn sang tâm lấn, mà nước trần thì quân binh yếu kém, cho vậy tại sao người không phân công cho chúng ta gánh vác đôi phần? Bởi má hồng trong cơn binh lửa, anh không thể ra đi mà bỏ lại đây cảnh trạng rối bời. Dù sao anh cũng là phò mã đương thời. Em hãy ra đi, anh quyết cùng Vũ Dương dẹp loạn. Đây nữa mảnh gương này xin giữ làm tinh, ôi lỡ duyên chinh, nếu mai sau ta còn sống được thì hãy xuống chợ Trường An mà bán hương này. Hy vọng rằng ta rồi cũng sẽ được cuộc sống dày. Lạc Sương công chúa, em nói gì mà anh không hiểu được? Ý của em là nếu chẳng may nước mất nhà tan đường đời gian, nếu quan sang ta không tìm nhau được thì cứ mỗi năm đến rằm Thượng Nguyên, chàng hãy xuống chợ Trường An mà rao bán. Sốt được làm cách này mình sẽ nhận ra nhau. Anh đã hiểu rồi, lòng thật đơn đau, chỉ mong sao có ngày mình tương ngộ. Số hai mảnh gương được lành vào thank you.
công chúa ơi, cầm nửa mảnh gương mà lòng nghẹn ngào không nói được thành câu. Loạn từ đâu làm cho gương tan giờ, coi lỡ chính chinh sắp tàn ngập kinh thần. Không biết rồi đây gương có được lần, mà tâm can anh thì đáng dở dùng, thề quyết cùng gìn giữ để làm tinh. Dẫu trong giờ tử biệt sanh ly, mà em còn nghĩ được thần kỳ diệu kế. Câu thề sanh thi tự nguyện, gương kia đã bè làm hai mảnh, tự biệt sanh quang mà chiều cùng lâm mà vào, binh đao lửa loạn chờ.
người dân xa xăm. Nếu không vẹn sắc cầm, sẽ tầm đường xuống chốn cửu nguyên, cho tròn nợ duyên. Để không ai ngăn cách được đôi mình. Trời ơi, nhìn nỗi xấu sang của công chúa Lạc Xương mà lòng ta đây nghẹn ngào đau đớn quá. Cưỡng xưa về chủ cũ và người của ngày xưa cùng đến đây ta, đến đây mà lòng da bồi hồi. Không biết rồi đây vua Việt không có thông cảm, hay đưa ta vào bẫy đập lệ càng ngăn. Nhưng biết được lòng chung thủy của người xưa, thì ta đây xem thường sinh mạng. Cao quý tay lòng nàng không sao suy, nhất phiên bằng tâm tại tâm hồn. Kìa phò má từ đất ngôn, anh đã về và em vẫn còn. Lần này mình cũng bị cách nhân, thì ta sẽ xuống tuyệt đài. Nếu không được tròn chung vẹn thủy, sống làm gì mà yên nhàn. Anh đã về rồi, đừng khóc nữa em ơi. Lau lệ đi cho vơi sầu, chung cũ truyền anh chưa dám xuống. Bởi còn nắng mang nửa mặt gương thề, gương giờ năm xưa giờ lạnh lại. Thời người chung thủy đáng quý, trời cao có mắt soi đời, hoàng thiên bất ổn.